quá mấy anh em mình mới về, bữa nay được chiêu các bạn. Chết luôn đi rồi. Lội lên lội xuống là bỏ quay vậy thôi. Đang chế biến món cá lóc kiến nha. Nhét xả vậy đó, hả? Giờ bữa nay có ăn giỏ vlog nữa nha. Bắt giờ vô bắt năm muối nè. Thôi, cá nó nằm đều dữ ha. Lâm nghe rồi. Chín nè, nhạt khè nhìn đã không? Wow. Thì con này quá ngon. Biết đâu quay sau cái clip này là ông được người ý rồi sao? Mời cái chơi bà nội. Cầm thì chưa tát hết rồi mọi người. Giờ anh em mình xuống kiếm cá bắt rồi. Không biết có cá không nè. Lụm lụm cả nhà. Có cá chê, cá chê. Vô rồi. Mấy con nè. Gì hả? Cá chê vàng hay chê trắng này nè. Còn nữa hả? Bỏ bao đi, bỏ bao đi. Ôi giời. Thấy nhúc nhích ra không? Bữa nay mình đi với tí nha các bạn. Cái chuyện có lương á. Thôi thôi, thôi. Thôi anh ơi. Cái bữa nay cái hầm bên này có cá chê nha các bạn. Wow, trời. Cái báo coi. Nè, các bạn. Vô. Cái chê nó ở nguyên bài dưới này luôn à. Bắt luôn, bắt luôn. Bắt luôn. Còn nữa hả? Nở một chùm luôn các bạn. Nhẹ nhẹ thôi. Bụt lũng này luôn. Ê, đâu? Cái này là hầm nuôi cá tra các bạn. Bữa nay cái hầm bên này nó có cá chê. Không biết cá chơi gì đâu, rửa cá gì vậy? Biết đâu. Rửa, có nước. Không biết cá chơi vàng hay chơi trắng. Trắng. Thấy nó đưa cái mỏ là nó ngớp rồi. Có lụi chứ. Không như, như không gì mình nhìn sao biết được. Trắng. Ồ, cá chơi trắng nó đã các bạn. Cái này nấu cái chua là hết sảy nha. Còn nữa hả? Thôi lạ vậy. Chị trắng đã nguyên ổ luôn. Hết rồi. Phải có cái nó ngớp á. Chứ không mò sao còn. Mà trở lại khu đó cặp mé, cặp mé nước đó.
quá đúng rồi, xình ghê luôn. Trời ơi, tép rồi nè. Quá chạy tép luôn. Sao mình bắt tép ta? Quá chạy tép luôn rồi các bạn. Lấy cái vỏ á. Đạp trắng trắng luôn nè. Cái ôi ôi tép bự bự không à, xâm phá xâm bắt ta. Điện động ấy. Chưa ra mò tiếp. Mở ơi, mở bằng cái gì? Không một con 190. Mới xuống là làm được 4 con nghe bạn. Vô rồi, vô rồi. Không biết cái này nó có hay không nữa nè. Cái chê á, nó ở dưới cái lỗ rồi bạn. Nó ẩn nấp dưới cái sình nè. Giờ mình theo em mình nha. Ồ, tôi sình nó lúng. Lúng ghê luôn. Cái máy quay video quay ở đâu? Vô chỗ chụp hình đó. Sao không thấy? Thoát ra rồi. Bị vỏ. Thoát ra luôn. Vút lên vỏ luôn. Vút vỏ hết đi. Vút mạnh lên. Vút lên á. Vút lên á. Đó, nó nằm bên đây nè, ờ. Bỏ mấy cái ao bên kia mình kiếm cá. Kiếm cá mà che cái mà. Ao bên này quá trời. Rồi có bên này có cá, có cá chê nè. Mới vô mình lụm được 4 cá chê rồi các bạn. Cá này cái gì đây? Cá chê con thôi nha. Cá chê con thôi. Biết phải cá chê cho con hay cái chốt này. Sao được cái lỗ đó ngon vậy ha. Ờ. Qua đó đi vòng vòng đó không thấy đục 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 đục. Dũng bên đó kìa. Đâu? Ở đó đó. Ngang mặt đó. Không biết có hàng rồi. Không có hả? Giờ mình đi kiếm cái chê nha mà. Cái chê nó bám lại ở đây. Đây có nè ta, xí tí. Chậu ngốc. Ủa kìa 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 nó chuối kìa. Kìa 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 sao. Ê, đừng chúng tao. Kìa đồ, đồ. Lắm. Vô rồi các bạn. Dưới vò mò mò dài dài dưới vò. Mò đó luôn đi, kìa mò lại. Kìa 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 đi chuối kìa. Cái chuối tới đây nè. Chuối qua tới đây nè. Oh. Mình đã thành công bắt chín cá chê đê trắng nha các bạn. Lắm.
ở bên cái ao bên này là nó có cá chê trắng nha các bạn. Một tiếp, một tiếp. Còn đâu đây nè. Đừng đừng ẩn ẩn đi xa xa ra đi. Mấy người ở đây chưa biết cá chê đến lúc. Có phải không? Có nha các bạn. Có cá, có cá. Trời, cá chê nó đều. Sáu con. Đúng rồi. Trời, nó ở là nó ở nguyên bầy đó các bạn. Chú chú bơ hổm ông tác để tác để mà phơi hầm á bạn, để mà nuôi cá tra. Ồ, quá đã, quá đã. Ồ, kiếm thêm con luôn rồi các bạn. Bữa nay có mồi đã lai gai rồi các bạn. Nhân vụ chuyên nghiệp là phải bắt chị đó. Đưa mấy thằng kia xuống nó không biết quần mồi hết trơn á. Lụm lụm. Con đâu đây nữa. Mấy kia nó chạy kiếm cá nhảy hết trơn không à. Không biết mò. Con. Lụm nữa nè các bạn. Ủa nó chui tới đây nữa nè. Sao không? Thấy chuối rồi. Bạn. Cá đều ghê luôn các bạn ơi. Cái này là cá chê trắng ở ngoài sông nó vô chứ không phải là cá mà ta nuôi. Ta nuôi hầm này là ta nuôi cá cá cha. Để thấy chú đâu? Ờ ngay đó. Lụm nữa các bạn. Nó ở nguyên chùm luôn á. Nhẹ nhẹ bóp nhẹ nhẹ. Quá trời cá chê luôn các bạn ơi. Này ông chủ ông bắt rồi, ông cho lính bắt rồi nhưng mà nó còn sót lại á. Lại ghê luôn không. Tí giò mày á. Ngoài này hết rồi. Mồi quay lại đi. Còn nữa, nữa. Chúng nó ở nhiều ở một chùm nữa các bạn. Cá chê không các bạn. Hôm bữa là bắt cá tra. Bữa nay là cá chê. Cá gì mới đều băng luôn mọi người, y gan như cá nuôi á. Đây tí, đây đây coi rồi tí. Sao giò nè. Đây nè, mới nhủ nhủ đây nè. Nhủ vô đây nè. Nhủ vô đây nè. Con. Lụm. Quá đã luôn các bạn ơi. Bữa nay là mồi đứng xa xa không dòm để ý. Không, cái giờ mò đi, cái khu này là nó ở nó chuối hết rồi. Giờ mình mò không có tay mình mò dò nha bạn. Nó ở một chùm là nguyên bầy luôn. Hết rồi quá. Còn một hai con nữa thì không biết ở đâu nè.
Thái Hòa theo lấy 1 triệu like luôn. Không, bây giờ Thái Hòa nó sợ cá mày ơi. Gì? Nó gặp cá nó sợ. Sợ đâm. Bị đâm có hả mày vậy? Ừ. Thái Long đâu? Thái Long đi học à. Quay lại đi. Khúc đó hết rồi. Nó ở vòng vòng cái khu này nè. Khu này nãy mình thấy nó ngóp đây rồi. Ngóp đây là phải không? Mọi là xung quanh rồi. Chắc hết rồi mọi người. Giờ mình đi kiếm cái hố khác thôi. Có nữa hả? Có. Xin đi mà rất là đã tay. Đây đây, này này, đây con này. Đây này. Mấy chuối thôi. Mất hả? Mò mò trên á. Đừng dưới quá, nó chuối không nổi đâu. Tiêu tao. Đã chạy chà quá trời. Có không? Ừ. Ông đừng có đi đứng trước đó đầu tôi, ông đứng ngang ngang vậy nè. Bắt đầu coi nó động tĩnh ở đâu, tiêu miệng. Cá thấy ham các bạn. Đó. Kìa trước mặt á. Quá trời, bữa nay bắt trả tay cá chê luôn các bạn. Rồi lượm ba cái. Wow, đều ghê luôn á. Nó ở dưới cái vũng nước này nè. Nước rất là hay luôn. Rất kỹ luôn, lùi lùi dưới mình đâu thấy đâu. Ngày mai quay lại có nữa đó. Đi kiếm dụng mới đi. Trùng con rồi đấy. Bữa nay xỉn luôn rồi các bạn. Quá trời à. Mình vô cái lỗ này coi có cá không nha. Vậy có nó sẽ đục. Nó ngóp nó quậy các bạn. Cá gì? Nãy giờ bắt tép không hả? Ừ. Chẳng có tép à? Không, tép dưới này có, trên kia là không có. Thì lại chảy xuống đây hết rồi. Cái cha là, cái cha này nó nhỏ quá. Cá này mà bắt về nuôi á. Chứ ăn uống gì? Nãy giờ lựa tép bắt không ạ? À? Tép bự không? Bắt gì? Thôi cái chai nhỏ nhỏ không ăn gì. Để cho nó sống đi. Bắt được có mười mấy con thôi. Vậy hả? Ờ. Đủ ăn rồi. Vậy. Bắt được như vậy nè.
Tao đủ mất ghê ta. Tao con bắt chua đi. Nè, cảm ơn. Bắt khủng quá à. Có cá gô không? Có cá gô, lụm cá gô. Cá bự đó, nó cuồng miếng quá rồi. Đó, cá gô kia. Lụm. Xong mình mẩy hết rồi mọi người. Mình xịn không luôn. Quá đã, quá đã cả trời cá lóc rồi. Thành quả mấy anh em mình mới về bữa nay được nhiêu các bạn. Chết luôn đi. Tép con nào nay biết nói chuyện. Không có cái chê hết đâu. Không có cái chê hả? Giờ tạo viên tí làm cái chê không. Ngộ vậy. Kiếm còn cái khác không ra. Đâu là cái chê không? Dễ luôn. Rồi cứ lấy cái gỗ cứ đổ ra. Cái hầm bên này cá ngon. Hai hầm bên kia cá gì đâu không. Phải là sáng mình lại sớm một cái bắt biết nhiêu nữa trời. Sớm nó cái xuống của bác. Không cho à? Ai cho xuống đâu bác. Vậy sao mày xuống được vậy? Sao xuống được vậy? Tại giá có. Thì quen biết mà. Lội lên lội xuống là bộ quay vậy đó. Trời lục xả, người bự không mà con đó là nằm đâu ạ? À? Dũng nước đang rồi, tôi bắt con Dũng một đó. Chắc cái Dũng ở trên đầu hậu. Chẳng đâu có sòng thả xả nước á. Sòng trên mà vậy thôi. Rồi hàng kia tôi đi lại tôi giới không có còn con lòng tông trong đó. Ừ. Lấy thép này mày lấy im vớt. Lấy cái miếng cước cũng chặn đó. Thành quả hôm nay thì anh em mình nhiều các bạn. Đó, giờ có mồi để lai gai nha. Đây là cá lóc phiến nè. Tép luôn. Tép hồng bắt rất là ngon phải không? Quá trời tép luôn. Cá lóc phiến mình gọi để hấp xả gì tí. Ừ. Hấp xả nha. Kiếm luộc xả. Phía bên này thì đang làm này chắc làm khô à. À. Bữa nay không có bằng bữa hổm, bữa hổm cá bự nhiều hơn nhưng mà bữa nay cá ngon hơn. Út Tí đang chế biến món cá lóc kiến nha. Nhét xả vậy đó hả? Ừ. Nó thơm. Giờ mình hấp xả này. Còn mấy hầm kia rồi mà nghe không biết bắt cái đó. Tùng đó còn chưa thấy phát hiện cái bài cá chê nữa. Chứ mình mà bắt hai hầm mà có thấy cá chê nó ra sao đâu. Có tao với một Tí mới phát hiện thôi.
Vậy là mấy thằng kia nó có luôn á thằng. Không, không có, không có. Nó lỗ hay gì? Ở cái đó nó gần với đường nước, cá chê nó lên á, nó sông lên. Đồ má bữa nay em tí mới xuất hiện rồi. Dạ bỏ đi lang thang. Má phải có trái dừa nữa ha. Tỉnh thầy, trái dừa. Bữa nay có ăn giỏ vlog nữa nghe. Đó, bắt giờ vô bắt đâm muối nè. Muốn ăn phải cho lăn vô bếp chứ. Giờ hồi mình nướng nướng cá nữa nha các bạn. Giờ tép quá trời luôn nè. Đâu quay cái không biết làm gì ăn luôn các bạn ơi. Trời ơi con nào cũng nấy nè. Thôi bây giờ để tủ lạnh đi ha. Thì bữa nào chế biến món gì ra ăn? Mới mới làm bánh tép ăn cả nhà ơi. Bánh tép hả? À, như bánh khọt vậy không? Không có đường nữa qua đây. Giờ luộc cá lóc kiến nè. Đó. Giống lên tao lại rồi để tao với Nhật có trời với quay. Cá nó nằm đều dữ ha. 8 giờ sáng rồi quay rồi. Sáng nay cũng có một đợt mới thành quả cả nhà. Mình nướng rồi cả nhà ơi. Nướng. Cha, đừng có nhậu. Dí dí. Ra đây con. Dí của cha nè cha. Ơi. Mày đi ra khỏi bếp cho coi. Giờ mình nướng nha cả nhà. Ê cá chê này hình như không phải chê trắng mà ơi, cá chê dừa hay gì á? Chê trắng. Trắng hả? Ừ. Chê trắng cả nhà. Sao mà nó vô ruộng mình đi vô cái sáu mình bắt được mới vậy đó cả nhà. Này là cái ao người ta nuôi cá tra. Mà sao nó vô được hay chứ? Theo đường nước à. Cho cha. Nướng rồi chấm nước mắm me với rau có với rau sống anh em làm xương xương nha cả nhà. Sắp lụm nghe mọi người. Chín rồi, vàng khè nhìn đã không? Đó. Wow. Chì trắng mà mình nướng thấy cũng ngon ha. Nó vàng lên y như là như mình quét thêm mật ong vậy đó. Vô đây là xỉn nè. Dạ. Có chín này. Chắc con này coi bắt xưa coi con này. Yến hả? Yến thì không, ăn liền chưa? Đó. Không bắt bắt bẻ để bẻ ra thử coi con chúng chưa có biết. Chén cho nó đó. Nè coi canh con nào chín gấp ra. Tụi có này đút cơm nè. Chín rồi. Rồi chín rồi. Cái con này tôi thấy còn máu đồng không đồng thành ơi, rúm quá. Dạ. Để lại. Đây nè mới đút. Vậy con này úp lại hết đi. Đi dắn nó nghe. Con này biết nha. Nướng như là mình chét màu lên luôn nè. Vàng. Và bắt xôi lên đây đi bắt xôi. Con mến lên đây nè mến. Giờ chuẩn bị nha mọi người. Chuẩn bị sai đâu. Đâu rồi? Rồi. Cái ly, cái ly. Ly đâu ai biết. Cái ly chỗ đó đó. Nè. Trên đó. Nè có ly nè. Ừ, nè. Quay quay đừng có quýnh dính xuống mặt. Nó vô trời nữa tôi còn có vợ nó quay ở giá chết luôn. Ủa ông mà còn có vợ nữa hả? Không có trời trời. Ôi chàng ơi. Rồi anh em lên đi. Vậy là ở ở giá đó phải không? Ừ. Rồi tới chuyện nữa nha mọi người. Mọi hết trơn nha các bạn. Là mình sẽ sẵn ăn cơm với vậy là mai mốt gặp cô nào là tôi làm mai cho ông ơi chứ ở giá hoài. Anh vợ TV Tùng Lại Quê Lốc. Rồi anh gì? Anh là anh gì? Nhật. Anh Nhật. Anh Nhật cô đơn. Kêu anh Nhật cô đơn ở An Giang. Bà cái gì đây?
chín rồi, đầu chín rồi. Nó còn khúc này nè. Trong là... chín hết rồi. Cái đầu mà nó khô quá là đâu có cũng tham gia tham dự rồi cũng ngồi mà lai gai với con cháu rồi cả nhà. Đây dạ. Góp cho mà sư đồ bếp liên ly coi. Trời cha ổ gì dữ vậy An? Dạng nó thiếu dinh dưỡng thành. Thiếu dinh dưỡng. Nó thiếu dinh dưỡng bao nhiêu năm mới lớn nè. Giống như tao phải không? Ốm quá trời. Ủa ở đâu ra vậy? Mày bẻ hay ăn trộm vậy? Tao đi mua cho tao bẻ của tao không ăn trộm luôn nữa. Dạ. Yeah. Mới chạy bánh mua. Cá chè trắng nướng mà. Vui vui vẻ với con cháu ơi, cháu ơi. Ổn này còn. Dạ chứ con nhậu lay gai. Vui vẻ với con cháu. Ở đây là bác xui cũng như là trưởng tộc vậy đó. Vậy mà lớn nhất ở đây. Mời cả nhà ăn cơm mày nha, ăn cơm đi. Ủa, chưa uống nữa ăn cơm rồi. Tối chết mẹ cũng tới chân chân đây nãy giờ. Dạ. Mời cả nhà nha, ngon mẹ. Ngon quá, ăn cả nướng quá chứ ngon. Thử coi nó ngọt không? Mới bẻ luôn á. Được không? Trời ăn sao y gan ổi vậy trời. Y gan nhưng mà ăn ổi vậy ha. Ừ. Chấm ớt rồi mọi người. Ăn lóc rồi với lại là quá ngon. Đang mà mới hỏi nó mới rồi. Phụ đề. Mày chưa uống tao gọi nữa. Chú à. Ngồi đây ra đi trời ngồi quay hoài trời. Anh em thì hôm nay cũng tới nhà thì cũng có gì đâu. Lại nó chạy xô bạn ơi trở về. Quay là giá chết luôn á trời. Biết đâu quay sau cái clip này là ông được người ý rồi không? Cái đầu nghe. Mời cái chê bà nội. Ố cái chê. Đâu có chê. Trắng. Thì cái nhà xin cho cái nhà mình một đăng ký và một chia sẻ cả nhà. Lại quay lóc ha cô chú chị. Còn này thành gió thì quay nè, đang cho xả cái điện thoại kìa. Còn đây là Kha Võ với Lóc ha. Đang ngồi ở nhà ăn nha. Mình ăn được thôi chứ không biết làm gì nhiều. Cá chê nướng ha cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì anh em cũng vừa ăn cơm mà vừa lai gai luôn nha. Còn đây giới thiệu với cô chú anh chị và các bạn ha, đây là bác Hai ha cô chú anh chị. Cá nướng cực ngon nha cả nhà. Bác Hai thì năm nay cũng 75 tuổi rồi nhưng mà sức khỏe của bác Hai rất là tốt ha. Vui với con cháu. Dạ. Cái khỏe của Hai nó thẳng là rất là quá ngon luôn. Con nào chín chưa? Chín rồi đó. Chín hết rồi. Con giữa á mến. Rồi con đó. Này cái gì? Không, không bìa đó chuồn sống đó. Ôi cũng còn nè, sống luôn. Con này chín nè, nó vàng nè. Vợ nó biết cá chín rồi. Ờ bắt con này chín. Con này nè. Này phải không? Ừ. Vợ nó biết cá nó chín rồi. Bề này nè chứ. Con này tao thấy nè. Để lại đi. Mẹ cái đầu luôn ơi. Chị trắng rồi lậu chín cái nhà. Cá chị trắng nướng thì hết sảy luôn. Bà tám rồi. Chị trắng mà nướng thì mình nhậu để ăn. Mình chấm mua ớt chanh nha. Trời ơi. Lai gai thì quên cả lối về luôn á cả nhà. Ăn cá lóc chín hả? Dạ ăn Nam ăn cơm đi cưng. Đi lên ăn cơm mà cho mấy nhỏ ăn cơm luôn. Lên Thành. Ờ lên đi ăn. Ổng gầy vắng mặt ăn nha. Bị gì nó uống quá trời ngày nào cũng uống nên nó bảy rượu. Gặp rượu lỡ sợ. Chết luôn. Có hình rất là quan để ngủ không? Rồi mời cả nhà ăn rau gói cá nướng với mình nha. Cá này thì bẻ đi chứ còn quá dài. Vẽ bằng đũa chắn, thì khó vẽ. Nướng không vẽ được luôn cả nhà. Cái thịt nó rất là dai ha. Không ăn đâu, sao không ăn cơm miếng rồi đâu. Ăn rồi. Còn chị chấm đâu? Có vô cái mình mà cả nhà ha. Chấm nó quét chanh nha cả nhà. Ờ, cá này. Rồi, đây là tổng lại quán lắm ha cô chú chị. Mời cả nhà nha. Đang review cá chê nướng cô chú chị. À,
cảm giác thế nào cho các quý chị biết Tùng? Quá ngon rồi, ăn quên lắm rồi. Ừ, vậy ha, thịt cũng dai ha. Quá ngon rồi. Cái chè trắng mà nướng nó lên màu vàng rất là bắt mắt luôn. Xin giới thiệu với cô chú chị và các bạn, đây là món hai của chú chị. Thầy bán clip trước thì ăn đã. Đây là ổi phụ mọi người. Còn đây là anh Nhật ha. Đây là thành viên mới. Cá lóc phiến luộc xả nha. Anh em bữa nay cũng có tổ chức live gai cũng gần Tết rồi. Thì cũng ăn mồi đi anh gì quên rồi. Nhật Nhật, anh Nhật. Bữa nay có anh Nhật là mới vô lần đầu nha. Còn anh em mình ở đây thì cứ ngày nào cũng gặp mặt hết. Lấy giặt cản cái món này nè. Từ đâu ngày nào cũng nhậu biết. Will chưa lên nữa thì tay cũng rồi. Chưa bật chế độ kiếm tiền thì bật chế độ gung trước à. Giới thiệu nha. Mời cả nhà ăn cá lóc phiến luộc sả thì mình lóc phiến luộc sả ha, của chú chị và các bạn. Thì có nhiều khi tôi làm không kịp mới tiếp tôi. Quá mà. Ừ. Để ăn mới rồi ăn. Nè. Ủa không? Hai bên kia nó quay nó nói chuyện rồi. Những thịt leo ngồi hả? Hấp để ngồi. Ngon lắm. Nó thơm. Đang quay mà ngồi gì? Thịt nó thơm cực kỳ thơm nha. Nói chung ra thì ở quay dưới này thì mình đang thử ở đầu cá chê trắng nha các bạn. Chê này kia thì ở vùng quê mình đây rất là nhiều ha, các bạn ha. Nhưng mà cá bự thích lắm. Cá bự khách quá thơm các bạn ơi. Thơm rất là thơm. Lâu lâu mới có cá bự ha. Có dịp người ta tát hầm thôi hoặc người ta kéo hầm gì đó là mình mới có được cá bự mình ăn thôi. Vậy ha. Còn như là cá nhỏ không ạ. Chứ bình thường ra chợ mua là cá nó không được lớn không. Cá nó nhỏ nhỏ không ạ. Vừa vừa chứ không được bự mấy. Dạ. Như con cá lóc phiến là làm gì ngon anh? Thì như mình hấp xả nè. Rồi là mình nướng. Nướng cũng ngon. Vậy ha. Mà nó không có ngon bằng hấp xả. Xả thì mình tận dụng được cái nước luôn. Vậy ha. Đó. Chan hoặc mình. Quá đã cả nhà ơi. Mời cả nhà nha. Đặc biệt con cá là nó bây giờ nó nóng. Em nghe nói là cá lóc phiến hấp xả là nóng nó ngon hay là nguội nó ngon anh? Nóng ngon. Cái gì nóng đặc biệt là phải để cho nó nóng. Còn để nó nguội là nó sẽ tanh nha. Vậy ha. Vậy là mình thêm kinh nghiệm nữa ha, có chút chị cho các bạn ha. Dạ chín nó dốc quá trơn là chị ơi. Vậy nó mới hay. Thằng hỏi thằng đáp gì mới được. Chứ còn mình nói hoài. Nó có tôm mỡ này ha. Khá thơm mà ngọt ha. Ăn đi Nhật. Để đi tí cho nó nóng. Để nó đi. Ăn nóng. Ăn đi anh Nhật. Ở đây nhậu không quan trọng mà quan trọng ăn mồi anh quay cho nóng hết trơn nhà đụng mới quay gì nữa vậy. Ngon ơi, quá trời ngon thiệt á. Quay gì đó nãy giờ quay quá trời luôn rồi. Cá là đâu kiếm nó ngon con thịt. Quay nữa không? Dạ. Béo. Wow, nóng quá. Mời cả nhà nha. Vô cả nhà. Quá ngon cả nhà. Rồi sống rồi cả nhà. Trời ơi khó chảy luôn. Đó đi gọi đi. Cả nhà, cầu sống với cái chê mà cả nhà nha. Ngồi ăn sao kịp. Buổi sáng thằng Võ TV xin mời cả nhà một ly rượu với miếng cá nha. Vô lai cây với thằng Võ buổi sáng với anh em nha. Ghế nằm đây rồi, ngồi vậy. Để xuống đây. Để xuống đây cũng được. Rồi, đang nướng.
gai chứ lẽ nó nguội. Trời ơi, đứng đi là nó ăn nó tiêu quá. Nhật ăn thì hay lắm, Nhật ăn nó nhật. Mà Nhật sao nó ăn không có được. Kỳ á. Hỏi được ha, hỏi nhau. Dạ quay khúc ơi, nghỉ. Ngồi ăn nó lâu tiêu lắm. Đứng ăn cho nó lâu tiêu. Con nhận cá chê nè, cá chê chắc là dài cơ hả? Nhà cưng. Dài. Sáng kêu bấy nhiêu chơi. Dạ, chở bấy vô. Sáng là đâu định vô đây không? Bữa nay có mồi mà, có mồi nhiều muốn kêu nó vô. Lên không có định vô đây. Nó bên nào có đi làm không? Thấy công nghiệp đó. Đi ngang hầm rồi bất ngờ thấy cá rủ tí rồi bắt có một hồi vô luôn. Đi quá đi, cho bác xe vô. Quá ngon nha nhà. Cái này nó vô chắc rửa chén quá. Cá mồi nhóc là mời cả nhà ăn cá lẩu kiến với mình nha. Này là cá lẩu kiến luộc xả. Cá lại là mắc cá rồi. À, mình chấm cái mình ăn gì nè. Có gì ngon bằng. Có đầu tiên ngon cái đầu. Ngon đậu. Này nước cái gì? Thịt nó đâu ngon bằng nước đậu. Nước đậu. Nước đá mà. Béo. Anh ơi Nhật. Mẹ nhà nha. Có lô tiếng nè Nhật. Ừ. Nhật. Sao hiểu quá. Ừ. Còn nóng nè. Trời ơi còn làm như còn thanh niên nhiều nhẽ rồi trời. Mất cỡ rồi. Ừ, không vậy đó. Có xui chưa? Này là cá lóc kiến luộc xả. Có cái nướng nào rồi. Rồi chấm ớt nè. Chấm ớt. Chồng thua nhau nhiều quá. Không phải gì hết. Năm rồi. Phải gì hồi đó. Đây để lên đây không? Còn đứng mấy con luôn nữa. Còn rộng sau nữa thì anh em mà lai gai mà thiếu thì ra bắt lên mình nướng tiếp nữa nha. Còn cộng trong nhiều. Ôi 700 năm rồi mình chưa có vợ hả? Sao chung khỉ vợ quá ha. Có con không? Có. Con được mình tính thì được 3 tuổi. Nó ở với mẹ đó. Con cũng ba bước cái tại. Có chủ tịch đó đó. Có chủ tịch bên xã hội gặp đỏ đó. Tài duyên rồi đó là phụ quỷ đó. Năm nay được nhiêu rồi? Năm nay 47. 47 hả? Ăn đi. Quá nhiều quá không vậy? Không ai coi. Má trong cái biểu linh tinh mà chắc. Người ta quay sao người ta coi người ta like quá nè. Bà sao có tí không thấy like. Trời ơi của ổng không thấy like gì chứ á. Ăn cá nướng nè. Biết ổng gà nấp nhiêu clip không? Mới có 3-4 clip à. Mà chính tao quỡ tao quay hầm cá lên xuống tàu. Mà nó thua nữa. Tao quay nhiều lần xíu rồi. Tao like giấc hết trơn. Quay lên nhiều lên mới được tí ơi. Nhiều clip lên. Ngọc Lan đó. Thời gian lo nhậu không rồi.